mình á, là bệnh nhân nữ 24 tuổi bị đau kinh cơ co cứng thời giật, được kiểm soát tốt với cộng đồng insulin trong 4 năm qua. Hiện tại thì đang điều trị bị các triệu chứng như là nhầm lẫn, mũi gà, chóng mặt, buồn nôn. Vậy là mình sẽ nghi ngờ là bị mũi thuốc nào? Dạ. Ở đây bệnh nhân điều trị 4 năm có ngừng được chưa? Được ha. Vậy là lỡ sao qua đó rút kinh nghiệm về nhà, khi mà lỡ điều trị cho bệnh nhân á, phải đọc kỹ cái hướng dẫn cho đó mà điều trị bệnh nhân, coi bệnh nhân đã ổn định 4 năm có ngừng được chưa nha. Trong trường hợp này vẫn tiếp tục điều trị với thuốc điều trị động kinh được không? Đây. Đồng thời thì con có uống thuốc tránh thai đường uống là Restream 120. Thì đây Restream 120 là thuốc tránh thai đường uống là tức thời hay là dùng lâu dài? Dùng lâu dài đúng không? Còn hàng ngày. Là một tuần đã đến đây thì cô có dùng Erythromycin. Erythromycin là kháng sinh giống nào? Madolit. Là thì trong Madolit có những thuốc nào? Erythromycin, Erythromycin, Lactromycin, Azithromycin đúng không? Đây, cô không có tiền sử dị ứng thuốc. Vậy câu số 1, nguyên nhân dẫn đến các triệu chứng của cô như đã được mô tả, ví dụ như là nhầm lẫn mụn gà, chóng mặt, buồn nôn, cái khả năng cao nhất là do đâu? Như trước cái như đây, nguyên nhân do đâu như? Các bạn có đeo không? Ta sợ mình không thể tìm. Rồi, cái đó là nhân. Là gì? Rồi, do có thể là do tương tác thuốc giữa Erythromycin và Carbamazepine. Tương tác như thế nào? Nhưng mà một bạn nam ở nhóm khác nha. Hả? Nam em cứ chọn bạn nào. Xa xa đi. Cái mũi động đó thì của mình sẽ mờ nhiều lắm đó. Mà cứ đứng như hoài là tới 11 giờ rồi gửi luôn đó. Nhanh lên nha. Không biết tên luôn. Bạn này không? Dạ. Em trở lại tiếp câu hỏi của Như nha. Ở đây bạn lời này mình tự chú ý nè. Ở đây, Dư nói là do tương tác giữa Erythromycin và Carbamazepine dẫn đến cô có các biểu hiện như là nhầm lẫn của ngày chóng mặt buồn nôn. Em đồng ý không? Rồi, đồng ý. Rồi, vậy thì ở đây tương tác giữa Carbamazepine và Erythromycin là tương tác như thế nào? Cơ chế? Rồi, hồi nãy bạn Như đã nói rõ là Erythromycin làm tăng nồng độ của Carbamazepine. Rồi, nhưng mà thầy hỏi là tại sao lại làm tăng nồng độ và tăng tác dụng phụ của Carbamazepine? Tác dụng ngược đồng phải không? Rồi, em tên gì? Lộc. Lộc đứng. Lộc là một bạn nữ trong đó. Hoài Anh đâu?
đây qua cơ chế tương tác. Ức chế thì sao, lúc nào ức chế? Egomacin ức chế cả gamacin nó liên quan gì tới sự tự do cho con người? Một chút nữa đứng chung nghe bạn, có người nhắc cầu đứng chung nghe. Này, giảm đó. Rồi, ức chế là đang nè. Rồi, bây giờ bà anh em mời một bạn nam trong lớp đi. Này sao bảo rồi cái đi. Tên gì? Hồng. Rồi, bà Hồng nghe. Rồi, bà anh em lại đứng xuống, à, ngồi xuống nha. Rồi, một tiếng chào chúng với Hùng. Bây giờ, thầy có câu hỏi đặt ra. Lớp suy nghĩ. Thầy có hỏi đặt ra. Thì vẫn làm tiếp đúng không? Đây. Hỏi cho anh trả lời mà. Thầy có câu hỏi đặt ra nha. Hai thuốc A và B, hai thuốc A và B dùng chung với nhau, trong đó thuốc B ức chế enzyme chuyển hóa ở gan, trong đó thuốc B ức chế enzyme chuyển hóa thuốc ở gan dẫn đến làm tăng tác dụng phụ độc tính của thuốc A. Hai thuốc A và B dùng chung với nhau, trong đó thuốc B ức chế enzyme chuyển hóa thuốc ở gan dẫn đến làm tăng tác dụng phụ và đặc tính của thuốc A. Phát biểu đó đúng hay sai? Đúng không? Không, rồi, không đúng không? Không mà còn bạn nữ nữa. Mời bạn nữ lá hồn. Rồi mời tiếp đây, rồi muốn trả lời thêm thì suy nghĩ sao, suy nghĩ sao. Dạ. Thảo, Thảo đâu? Bạn Thảo đâu? Lớp có nhiều Thảo lắm. Hay có cần mô tả đủ không? Thảo mang mắt kiến rồi, mặc cái gì, mang cái gì đó không? Nó con còn là bằng đầu rồi, Thảo nó còn đặt. Hai cái nữa là bạn này chứ, hai em bạn này. Là em tên Thảo hả? Người có ra trường, là có ở đây trường để làm cô giáo không? Thảo, đúng hay sai? Thầy làm lại ha. Hai thuốc A và B dùng chung với nhau, trong đó thuốc B ức chế enzyme chuyển hóa thuốc ở gan sẽ dẫn đến làm tăng tác dụng phụ và độc tính của thuốc A. Đúng hay sai? Thầy có nhà chỗ sao nữa đọc tính tiếp không? Sai chỗ nào? Các bạn chú ý nè. Bạn Thảo trả lời sai mà bạn Thảo không có dự định làm cô giáo sau này. Sai chỗ nào? Rồi, đọc trên mạng này, cái tập 7 đó nha.
cái câu hỏi đó không bao giờ có trên mạng được, hai phút A và B mà. Rồi thôi để tiết kiệm thời gian, thẳng đứng luôn đi, không mà một bạn nam trong lớp mình nè. Rồi mà ăn phước đâu, ăn phước của bạn nào đâu? Rồi ăn phước có cần nghe là câu hỏi không? Không cần, có cần có ăn phước. Rồi bạn này kêu mà ăn trước ngoài này câu đứng hay sao? Đúng hả? Rồi đứng là đứng, đứng luôn, ăn phước mà bạn nhận cái chân đó Nhung, mời bạn Nhung. Bạn Nhung, có cần làm bạn câu hỏi không? Đây, các bạn chú ý nghe, đây là câu hỏi nè. Hai bước A và B dùng chung với nhau, trong đó bước B ức chế enzym chuyển hóa ở gan sẽ dẫn đến làm tăng tác dụng phụ và đặc tính của bước A. Tác dụng có đúng hay sai? Sai, sai chỗ nào? Rồi, não đã là sai nhưng mà chưa biết sai chỗ nào. Chỉ cái chỗ sai nhưng mà cái chỗ đó không chính xác. Não đứng luôn, ôi, thầy nói đầu Nhung đứng luôn. Rồi, có ai ra đây nó biểu không? Rồi, không biết sai chỗ nào? Rồi, chính xác một điểm. Ở chỗ là ức chế enzyme chuyển hóa ở gan, trong khi đó thuốc A có thể chuyển hóa ở gan hoặc là không chuyển hóa ở gan. Cái này là cũng đùa, đúng không? Có thể chuyển hóa ở thận thì sao? Nhưng mà ý của bạn Hùng vẫn đúng ở chỗ là sao? Thuốc A được chuyển hóa ở gan, và nãy mình đọc cái nãy đọc các chất axit 3A4 gì đó, nhớ không? Đôi khi thuốc A được chuyển hóa ở gan ở axit 1A2 này sao, mà thuốc B ức chế axit 3A4 thì có liên quan gì nhau hay không? Không, đúng không? Thành ra ở mức độ của mình rồi thì mình phải đọc cụ thể là thuốc B ức chế enzyme mà cụ thể là enzyme nào ở gan, rồi thuốc A được chuyển hóa ở gan mà có được chuyển hóa qua cái enzyme đó hay không, thì hai thuốc nó có là tương tác với nhau hay không, được không? Giờ cái tập tài liệu lưu ý được không? Rồi ha, đây không nghe được một quyền là em tự mời hoặc là em mời một em cho một bạn nào trong lớp mình nào. Tại vì đầu tiên nghi ngờ Hùng với lại cô giáo Thảo có quên. Bạn Thảo còn tên là cô giáo, nhưng mà cuối cùng bạn tự bảo vệ thân thằng Thảo. Không mà, không mà là bạn nữ trong đó. Bạn Trang đâu? Trang còn bất kỳ chỗ nào sai nữa không? Có bạn đọc bài câu hỏi không? Đọc bài nữa nè. Hai bước A và B dùng chung với nhau, trong đó bước B ức chế enzyme chuyển hóa thuốc A ở gan, bổ sung thêm câu trả lời của bạn không? Trong đó thuốc B ức chế enzyme chuyển hóa thuốc A ở gan sẽ dẫn đến làm tăng tác dụng phụ và độc tính của thuốc A, đúng hay sai? Dạ thầy đúng, giống như thầy nói nãy là nếu mà nó cùng enzyme không có thầy đúng, bây giờ đúng hay sai, sai chỗ nào, đúng chỗ nào? Có sai có đúng thầy. Rồi có sai có đúng, bây giờ nè trả lời cho thầy chỗ sai. Hồi nãy thằng ấy ý vô trong này là một cái enzyme cùng enzyme thì nó mới làm tăng tác dụng với lại. Rồi nãy thầy ý không á là hay đó. Đây cũng cái vụ tôi đúng hay sai đâu. Còn mấy ý nữa thầy? Còn mấy ý thì tùy em tìm ra. Mức độ ức chế enzyme đó nữa. Đây cũng đâu đó, cái tương tác là làm tăng tác dụng phụ và độc tính ở mức độ nào?
nếu mà cái thuốc đó nó chuyển hóa ở gan và vừa chuyển hóa ở thận luôn, vừa chuyển hóa ở gan mà vừa chuyển hóa ở thận luôn, tức là nó cùng enzyme nhưng mà nó cũng có thể chuyển hóa. Ok, vậy tôi biết. Đang nói là đơn y cho thuốc đó, thuốc gan chẳng hạn, đôi khi nó sẽ chuyển hóa ở cả gan và thận, hoặc là cái mức độ ức chế enzyme chuyển hóa gan ví dụ như số 3-4 của thuốc B trên cái enzyme đó so với mà thuốc A chuyển hóa qua đó thì nó yếu, nó không có sản phẩm không ăn được nhiều. Chứ còn một cái nữa có thể là thuốc đó nó không có chuyển hóa ở gan mà nó có tác dụng trước khi đến cái gan đó rồi, cho nên nó không có cần phải chuyển hóa. Là sao? Khi nó vào được cái cơ thể mình rồi á là nó vào máu tác dụng luôn, nó không có đi qua gan thì nó không ảnh hưởng bởi cái thuốc B nữa. Ủa nó uống là nó phải qua gan chứ sao nó qua gan nữa? Uống cái này không có ngậm dưới lưỡi thì em nghĩ được nhiêu rồi. Trang nói đúng một lần nha, vừa là cho vừa ngồi vừa đứng vừa là bỏ. Bây giờ những người đứng đây ta rất nhiều mặt nạ làm gì ta giờ ta nằm xuống là đứng đấy nha. Cái gì còn này khi tăng nồng độ thuốc A đó có mặt tăng tác dụng phụ hoặc tính thuốc A hay không, đúng không cùng? À, chính xác. Nó gần gần nghe câu trả lời của câu thứ hai đấy, nhưng mà em đúng theo cái ý hướng tác dụng nữa. Em được mời một bạn trong lớp một số bạn cùng. Rồi, mời học viên ngồi xuống. Em mời tiếp một bạn nam trong lớp. Em cứu một người mà em ghen quán với một người. Rồi, à, tiếp đức. À, tiếp đức đang gặp mặt các bạn. Rồi, mời đức. Bây giờ có biểu đó đúng hay sai, sai chỗ nào? Có biểu của ai à? Đó vậy của thầy nè, đọc lại nè. Hai thuốc A và B dùng chung với nhau, trong đó thuốc B ức chế enzyme chuyển hóa thuốc A ở gan sẽ dẫn đến làm tăng tác dụng phụ và đặc tính thuốc A, đúng hay sao? Nó là cái khoảng thời gian mà người sử dụng thuốc, những trường hợp của bệnh nhân này thì thuốc đã dùng thời gian dài mà không có tác dụng phụ thì là dùng những thứ khác, vì là cái điều này là đang là trong khoảng điều gì tốt, và cái thuốc B ức chế chuyển hóa thì nó sẽ làm giữ cái không làm tăng cái nồng độ thuốc mà nó làm giữ cái mức giảm cái thời gian bán thải, tăng cái thời gian bán thải cho thuốc A thì nó làm cái nồng độ thuốc nó duy trì cái không làm tăng. Trường hợp làm xuất hiện các triệu chứng phụ thuốc A thì nó là. Rồi, bây giờ tùy trường hợp. Đúng rồi. À, Đức mời một bạn trong đó. Hồi nãy nè, nãy giờ mình không tập trung câu hỏi. Ở đây cứ nhìn lên cái lâm sàng để làm cái gì. Tôi ví dụ cái trường hợp khác là hai thuốc A với B dùng chung với nhau. Mình nhìn lên trên cái lâm sàng là sai hết rồi. Và các bạn nói là hai thuốc A và B dùng chung với nhau, trong đó thuốc B ức chế enzyme chuyển hóa ở gan sẽ dẫn đến làm tăng tác dụng phụ đặc tính thuốc A, đúng hay sai? Thì các bạn nói sai ở chỗ nào? Sai ở chỗ là thuốc A phải được chuyển hóa qua cái enzyme mà thuốc B ức chế thì mới có thể làm được với nhau, và còn phải biết đến cái mức độ. Và mình chỉ mới biết là ví dụ như thuốc B ức chế enzyme chuyển hóa thuốc A ở gan thì chỉ biết là làm tăng nồng độ thôi, chứ chưa biết chắc là khi cái tăng nồng độ nó sẽ ảnh sẽ dẫn tới tác dụng phụ nào tính hay không. Đang cái câu hỏi tới đó đó Đức.
đứng dậy như thế này không hả? Rồi chọn một bạn nữ trong lớp mình hả? Mà bạn cái bên này thôi ngồi cũng được đó. Rồi lên đi ông. Hả? Bạn Hồng có không đấy? Nè. Mời bạn Hồng. Cuối cùng đứng nha. Rồi. Sai lắm nè. Cái là đúng hết rồi. Hết còn ra sai rồi. Lớn lên được. Không, thầy cho ví dụ là tháng 2 tới đây không có nhau mà đây chết. Còn sai chỗ nào nữa không? Hay là hết chỗ sai rồi? Hết chỗ sai không Hồng? Rồi, Hồng mời bà Bạc Lan trong lớp mình thầy rồi em đứng tiếp. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Dương không? Dương đâu? Dương hay Phương? Dương nào kìa? Lê Bá Hương. Lê Bá Hương. Đúng rồi không? Rồi. À, em còn phát hiện sang chỗ nào? Dạ thầy là bút bê, bút giấy, enzyme, tại ghe. Nhưng mà nó cái nồng độ nó tăng ở thành trong máu chứ là đi ăn là gây độc. Rồi hồi nãy các bạn nói rồi là tức là cái nồng độ nó tăng rồi nhưng mà chưa biết cái nồng độ nó có gây độc hay không? Tăng là cái phút ca nó tiến quá nên nó còn nằm trong máu. Rồi, thầy đã nói cái ngưỡng của thuốc A có dẫn đến có gây độc hay không mà hai bạn phụng không? Hai bạn phụng cho rồi. Còn sang chỗ nào nữa không? Có thể cái thuốc A được chuyển qua ở nơi khác rồi. Chuyển qua nơi khác các bạn, các bạn đã mừng có nói nè. Đôi khi là cái chất mà bị phân hủy hoặc là bị chuyển hóa nó mới gây độc đúng không? Rồi. À chưa có nó đúng đề đề nhưng mà vẫn đúng. Anh Sử được quyền mời một bạn trong lớp ngồi xuống. Dung hả? Dung. Dung ngồi xuống. Quán cái đầu nó lại. Hồng ra nè nó vuông. Đây. Hả? Em bổ sung thêm là lát nữa là em sẽ bị đứng phần với ai đó. Chịu không? Đứa sao không có thử. Có gì mà đứng nữa. Dạ dạ không có thử. Dạ không bây giờ chịu không? Dạ. Đấy chịu cái câu trả lời. Dạ dạ. Nếu mà cái chất B nó tiết chế enzyme ở gan, mà nếu cái gan nó tổn thương thì mà cái gan tổn thương là
đi hơi xa, đi hơi xa này luôn. Ba đại chúng nè, không trả lời hay là một bạn gái Việt Nam trả lời, giơ tay, em trả lời là em biết bằng hai tiếng Anh, là không có dùng chung nó làm gì,
mà trong đó A phải mới cho được tác dụng hoặc là gây tác dụng phụ hoặc đồng tính. Thì trong trường hợp nếu như chúng ta làm tiền dược thì sao? Chẳng hiệu quả điều trị. Mình nói được chỗ này không? Nó ngược lại hoàn toàn không? Được không? Trên thực tế có những thuốc dạng tiền dược, thành ra mình khi đọc cái tài liệu thì mình cần lưu ý những cái dạng đó. Được không em? Ví dụ như cái học tinh tác thuốc thì xung thường ví dụ cái labidogram hay omeprazole, labidogram tiền dược, hoặc là những thuốc men làm đi trong cái nhóm thuốc chế biến tiền cũng tiền dược. Thì mình lưu ý những cái trường hợp đặc biệt, đôi khi là cái mình dạy là người cao bậc cao nắm được nha. Rồi ở chỗ này thuốc B ức chế enzyme gan chuyển hóa, thuốc A chứ nó ức chế enzyme gan chung chung cũng được. Thành ra trên thực tế thì cái trai ba nghe phải coi là thuốc B ức chế enzyme gan thì cụ thể là ức chế enzyme nào, ví dụ như xếp 3, 4, xếp 1, xếp 2 hay là xếp 2, xếp 6 gì không ta. Thì nếu mình nhớ là cái nào này nè, nó là cái chất mạnh, cái này ức chế xếp 3, 4, thuốc nào mà chuyển hóa vào xếp 3, 4 cũng bị ức chế đó. Vậy thì mình phải nhớ được một thuốc nó có thể gây tương tác thuốc tương tác chưa. Còn trong đó thì mình biết à, thằng thuốc B này nó ức chế enzyme mạnh đó nè, nhưng mà ức chế xếp 2, xếp 6 thôi, trong khi đó các thuốc thường không có chuyển hóa qua 2, xếp 6. Vậy nó có ảnh hưởng gì tới đâu không? Nó ảnh hưởng tới những thuốc được chuyển hóa qua 2, xếp 6 chưa mà. Vậy thì em nắm chỗ này nha. Vậy là hai thuốc A và B dùng chung với nhau, trong đó thuốc B ức chế enzyme chuyển hóa A thì mình phải biết rõ là cụ thể là thuốc B ức chế enzyme nào và thuốc A có chuyển hóa qua enzyme đó hay không. Ở đây cho rõ là thuốc B ức chế enzyme chuyển hóa A, ví dụ như là xếp 3, 4, A thì sẽ dẫn đến là tăng nồng độ thuốc A trong máu, chứ như nó được là tăng tác dụng phụ độc tính. Tăng nồng độ thuốc A đôi khi nếu chúng ta tìm được tăng cái dạng tiền dược thôi thì sẽ giảm cái hiệu quả điều trị luôn. Hoặc thuốc A này có những người nào thì tăng nồng độ thuốc A phải dẫn đến, có phải dẫn đến tăng tác dụng phụ độc tính, tại vì mình chưa biết cái mức độ nó ức chế và nó làm tăng nồng độ tới bao nhiêu, đúng không? Tại người nghe hiểu xong rồi đó nha. Tới gì tham quan lúc này rồi. Nguyên nhân là bây giờ mình quay lại cái lâm sàng của mình. Ở đây là gì? Erythromycin dùng chung với cái gì? Carbamazepine. Sao mà mấy bạn cứ nói tới chữ carbamazepine các bạn cứ quên cái đuôi sao vậy? Erythromycin dùng chung với carbamazepine thì erythromycin ức chế enzyme chuyển hóa gan của carbamazepine và cụ thể là ức chế xếp 3 A4 thì sẽ dẫn đến là tăng nồng độ và tác dụng phụ là tính của carbamazepine. Thế nhớ là carbamazepine có hiệu quả điều trị, chắc chuyển hóa của nó cũng có. Đây các sự biến hồi nãy tới ai vậy ta? Tới là phụ nữ một cộng nữ nha. Mày cho đi. Rồi. Nguyên cả hoa sinh phải không? Là chưa nói một cái này là hơi đề xuất là ngưng cả hoa sinh viên sợ nó đứng trên đây. Giảm liều carbamazepine, giảm bao nhiêu? Đây,
Nhớ nhớ nha, ca điều trị cho ta mà nó giảm này mình giảm chi mình giảm được nha. À, phút mời một bạn nữ nữa. Hai. Đi đâu? Đi đâu rồi? Này. Em muốn đứng không phải gì không? À, rồi, Ly, còn cách thứ nhất, thầy mặt khác. Đó, khách sinh. Đó, khách sinh mà em đồng xin vào. Phải em khách sinh nào? Chúng ta xin đồng xin đâu, chú đúng không? Trời ơi. Ly không? Chuyên bạn không nào khác là ngồi xuống. Không, trả lời đúng được rồi nha, trả lời đúng rồi rồi. Phải. Hiểu không?
Muốn cái sao được không? Đó, ở đây. Muốn cái sao được không? Bắt đầu hỏi mẹ muốn cái sao lúc nào cũng làm bây giờ. Không hả? Bây giờ mình đang hỏi lúc nào cũng làm. Rồi, cứ cái sao này cũng được không? Được không? Rồi. A thì sao? Huy đề xuất. Muốn đứa thằng càng lên gì đấy. Huy đề xuất là uống cái xa. Cách xa nhau. Uống. Gì vậy? Đề đồ đi. Uống cách xa nhau. Rồi. Cách xa nhau là cách xa nhau bao nhiêu tiếng? Ai được rồi, à, để nhờ xuống. Cách xa nhau là sai. Cách xa nhau là sai hả? Tại sao sai? Bán thải của cặp ba là dùng với 12 tiếng, ngày dùng 2-3 lần. Không có cách xa gì. Cả Mazimin dùng ngày 2-3 lần không? Ở đây thì dùng ngày 1 lần. Elenomycin thì dùng ngày 1 lần, còn cả Mazimin thì dùng ngày 2-3 lần. Ngày 2 lần. Về đọc là tự nhiên nghe ông đọc được rồi đó. Cái này là luyện lộn rồi đó. Của đây là bao nhiêu con rồi đó. À, rất mời một bạn nữ vô lớp này đi. Đây nè, cái quyển bí kiếp này nè. Cái quyển bí kiếp này nè, luyện lộn được rồi đó. Đức mời bạn nữ. Ngọc nữ. Đúng nữ luôn nè. Bạn ngọc nữ đâu? Nữ cái sai được không? Không phải là sao không? Uống cái sạch cũng khác mà con đường này thế nào? Ai lấy được trên đây cơ sở để nương gạo ACP.